hoa anh đào nó có hình dạng rất là đơn giản, chỉ cần vẽ một bông hoa năm cánh với thật nhiều nhụy là xong. Cơ bản chỉ có vậy thôi à. Còn nếu nâng cao hơn một xíu thì hãy thêm vào cánh hoa một chút đường cong. Khi đó nhìn bông hoa nó kiểu mong manh mà mềm mại á. Thôi sẵn rồi chỉ vẽ cái nụ luôn nè. Vẽ một cây light stick ha, rồi thêm 3 đường cong và là được. Tiếp theo mình sẽ gợi ý cho các bạn một số mẫu lá. Mấy cái lá bị cong là do sâu quăng chứ không phải em cố tình làm vậy đâu nha quý vị. Và xin giới thiệu đây là phiên bản bút đi nét của mình. Bây giờ mình thử lên màu coi nó làm sao ha. Cũng được chứ bộ đúng không mọi người?